Ngon quá À, trời ơi, mấy con trời ơi, mấy con thỏ nâng xíu xinh luôn á. Trời ơi. Hello mọi người, lại là mình Sunny đây, chào cả nhà yêu của Sunny nha. Ok, thì không biết mọi người có biết không, thì sáng giờ sau khi nhà phát hành game cho bán lại cái gói này thì có một cuộc tranh đấu gọi là cãi vã nổ ra trong cái cộng đồng player của game Play Together, đó chính là cái gói đêm tiệc pyjama. Thì đối với những bạn chơi sau này thì không biết, nhưng mà với những người chơi đầu tiên như mình á thì biết á, là cái gói mà bán có cái đồ ngủ, có cái mũ chóp này nè, với là cái mặt nạ mắt mèo này á, là hồi trước nó bán một cái gói đồ ngủ nó tới tận gần 500.000. Và những cái người chơi đầu tiên á, khi mà mới vào game và bỏ cái số tiền đó ra á, thì thật sự cái gói này rất là xịn. Nhưng mà tới bây giờ nhà phát hành game lại cho bán lại với giá khá là rẻ. Nếu mà theo ý kiến của mình thì nó khá là rẻ. Và một cái điều tranh cãi là đối với những người chơi lâu á, thì người ta cảm giác là cái món của người ta mua nó không còn giá trị nữa. Còn đối với những người mới chơi thì người ta lại thấy rất là hên, bởi vì người ta sở hữu ra được cái món mà hồi trước rất là hiếm ở trong game. Vậy thì cũng đã có hai luồng ý kiến xảy ra trái chiều, và thật sự mình cũng không có muốn nghiêng quá về bên nào hết. Nói chung là bên nào cũng có cái đúng, cũng có cái suy nghĩ riêng của người ta, nên là mình cũng không có muốn mọi người tranh cãi về vấn đề này nhiều. Nhưng mà thôi thì mình tạm gác cái vấn đề đó qua một bên ha, bởi vì bây giờ tranh cãi thì mình cũng không có thay đổi được điều gì hết, bởi vì cái sự quyết định là của nhà phát hành của mọi người. Ok, tạm gác qua chuyện đó. Bây giờ cái vấn đề quan trọng hơn là nếu như mua thì chúng ta nên mua gói nào đây nè, bởi vì bây giờ nó tách ra làm hai, một gói có cái mũ, một gói có cái mặt nạ. Đối với mình á thì cái mặt nạ này á, nó sẽ xinh hơn, kiểu mình rất là mê cái mặt nạ này lắm luôn. Hồi trước mình mua bộ đồ ngủ nhưng mà mình vẫn rất là nghĩ cái mặt nạ của bên gói 500.000. Nhưng mà trước cái gói này á, cái mũ thì cũng xinh rồi, nhưng mà đặc biệt là cái bộ đồ mới, bộ đồ ngủ quần áo sọc này á, thì mình chưa có. Còn cái bộ đồ ngủ ở bên này á, thì nó là một cái bộ đồ ngủ mà nó được đã từng bán bằng kim cương mà mình có rồi. Thành ra là nếu mà mua thì mình cũng chưa quyết định được là mình nên mua gói nào hết. Thì mọi người cho mình ý kiến nha, mọi người comment phía dưới cho mình ý kiến ha. Ok, tạm gác lại cái sự tranh cãi gay gắt của cái bộ đồ này, thì chúng ta xem thử là hôm nay có gói gì mới không. Không có gói gì mới thì hôm nay mình lại mở hộp vịt cho mọi người. Hồi nãy là mình mới nhận được 36 kim cương từ những cái sự kiện điểm danh đồ này kia, bây giờ không biết là nó có cho ra kim cương được không á. Nó vẫn cho ra. Ngày hôm nay là ngày hội kim cương hả? Sao có ngày mà có cho viên hay viên ngày cho quá trời cho vậy? 500 thì sao? Ok, hồi cuối cùng ra thêm kim cương nữa là xỉu nè. Còn may quá. Anh này mà nó ra thật cái chắc xỉu thật. Ok, đó, trong khi một cái ngày này có rất là nhiều cái sự kiện, nào là cái sự kiện Mizama được bán lại nè, nào là cái sự kiện cái đảo kho báu bị mất nó được mở lại với cái bộ đồ bắp ngô mà tuần trước mình cũng đâu có đi đào đâu, nên là đáng ra hôm nay mình phải đi đào đúng không mọi người. Nhưng mà không, với thêm cái sự kiện kiểu vàng ươm nữa, nói chung là bây giờ đang có rất là nhiều cái chủ đề nó đang nổi. Nhưng mà không, hôm nay mình lại không làm một cái video nào bất cứ liên quan tới mấy cái chủ đề đó hết. Hôm nay mình làm video về nâng cấp pet. Yay! Thì như mọi người đã biết, tuần trước mình đã cùng mọi người đi nâng cái con một chạm với lại con bé điện này đúng không? Thì đối với tôi cái việc nâng cấp bé nó rất là khó khăn. Nhưng mà có một nhân vật mà bữa nay có dồn rất là nhiều bé để mà đợi mình cùng đi nâng cấp bé cùng. Đó chính là anh Hiếu. Anh Hiếu nó được đợt này nó dồn được tận 5 con, tức là 20 con lẫn mọi người. Tức là phải nuôi tận 20 con luôn á. Thì mọi người nghĩ là thời gian với lại công sức nó là nâng tốn bao nhiêu tiền. Mình cũng không dám đếm nữa, nhưng mà thôi bây giờ mình sẽ cùng với nó đi nâng cấp pet nha. Ok, cùng đi thôi. Chốt tấm mắt nè, đừng quên trượt xuống dưới cho Nhi một nút like và bấm vào nút đăng ký để xem những video mới nhất của Nhi nha. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Have a nice day. Hôm nay tôi sẽ đi nâng cấp pet với cả thằng Hiếu. Hiếu nói là Hiếu có một rừng pet cần nâng nha. Trời ơi, xong ghi là mỗi lần mà tôi nuôi hai con là tôi muốn xỉu rồi. Nhưng mà Hiếu nói là nó có gì 20 con đúng không Hiếu? Tổng cộng là 20 con. Má ơi, 20 con mọi người ạ. Nuôi 20 con chắc chết quá. Cho chị diện kiến mấy em nó coi nào. Đứa nào? Đây, 4 đứa, 3 đứa này trước. Đâu, chó bướm. Chó bướm đúng không? Là con chó bướm đúng không? Rồi cái con thỏ. Con thỏ cổ kem xù. Với là cái con lợn đen. Lợn đen hồi trước có đi nâng với xù lần rồi. Còn hai con này hình như là chưa đúng không? Đúng rồi. Con chó bướm này nữa chị. Hai chó đốm. Vậy là không nên nâng 4 con này. Nói chung là 20 con, nhưng mà có một con mèo nhì thể là cái con mà tôi vừa nâng bất ngờ chưa này nè mọi người, nên là sẽ không đi nâng nữa. Bây giờ sẽ nâng 4 con này nha. Ok, cùng đi thôi. Cất vô ba lô đi em. Có em vào ba lô rồi, đưa em đi nâng cấp em thôi. Thẳng tiến câu
Rồi lên xe, lên xe đi. Ủa cái này chở hai người được không? À không được. Ủa không được chưa? Cái đó nhìn là biết một người rồi. Tao coi thử có cái gì chở hai người. Thôi mình đi xe bình dân đi. Lên Lên bạn ơi. Ủa sao mình đi ông lộn xẻ cái gì vậy? Thiệt tình. Bay lên xe người lạ nha mọi người. Ok, chúng ta sẽ đi nâng cấp bếp. Trời ơi, bữa nay mình phải tích cực đi nâng cấp bed, đi mở bed để mà vô cái chỗ này thường xuyên mới được. Mỗi lần vô đây rất là xốn sang nha. Ồ mày khoái, mày nâng con gì trước vậy? Ê mình nâng từ những cái con mà mình không thích trước đi. Ví dụ như con lợn đen đó, chẳng hạn. Con không thích được chính là con lợn đen. Rất là tội nghiệp bé lợn đen nha. Mà vì sao ta, vì sao người ta lại cho con heo mặc cái bộ đồ con voi ta? Rất là thắc mắc nha. Cái mùa thẩm mỹ hơi lạ. Tiếng của game vui chứ mà. Trời ơi, xin vui. Cái bộ đồ này nó phát sáng được trong bóng đêm đúng không? Dạ. Hình như là nó có phản quang á. Tại vì nó mặc cái đồ mặc con voi mà phải dùng cái tên thì đúng cho nó. Chứ mà nhắc tới voi con là chị nhớ tới voi con ở bản đô thôi. Ủa, cái sự kêu của nó đâu rồi ta? Ủa, mấy con không có skill. Ủa, cái quay kìa. Nhưng mà cái quay đó là dễ thương á. Được rồi, quay ít thôi, nhỏ nó chóng mặt nha. Em bé đầu tiên đã được ra lò rồi nha mọi người. Là một cái con heo live voi nha mọi người. Chỗ nó cái màu giống mình quá. Chắc bạn mình á. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nâng con thứ hai là con gì vậy? Dạ, con chó đốm. Ủa, chó đốm cũng xịn mà. Hả? Đợi cái mũ ba màu đúng không? Cái bộ đồ nó giống cái bộ đồ gì đây nè? Đây là chị. À, hai màu à, xin lỗi. À không, chị bị liên tưởng tới cái mũ khác. À con này đúng rồi, kiểu như là mình nhìn thì sẽ quen nha, nhưng mà lúc mà chưa nâng cấp á là mình sẽ không nhớ nó kiểu gì hết. Đúng kiểu chú Hề luôn, mấy mặt ngáo vậy. À cái skill cuối cùng dễ thương nhất. Mà skill tên thì nhảy nhót nhưng mà nó lạ lắm. Dễ thương mà. Ê, nhảy nhót kỹ kỹ dễ thương ấy. Bên tao hình như nhảy nhót mà nó hơi kỳ. Nhảy nhót mà nó quay. Rồi, 2, 3. Cô theo à. Rồi, cái tiếp theo. Ủa, chưa đặt tên. À, sao mày đặt tên gì mà nó bình thường thế? Chờ chó mà lâu lâu mới được nâng cấp lần. Sao mày đặt tên gì bình thường quá vậy? S cực kỳ xinh, chuẩn bị ra lò. Thỏ hay là chó bướm vậy? Dạ, thỏ chứ đi. À, ok. Trời ơi, mấy con thỏ nâng xíu xinh luôn á. Trời ơi, nó qua đây cho tao nhìn một miếng coi. Nó cứ quay mặt qua bên. Mấy bữa nay chị trồng cảm với cái trend blinh như lên đó lắm luôn á trời. Đi đâu lên em hiểu nó ngồi, nó là tiếng Trung Quốc nghĩa là kem. Ê mà cho tao nó, mày cho nó quay qua đây đi. Á, nó nhảy giống cái con gì đây nè. Á, trời cua theo á. Ủa, cái gì vậy? Cái đó là gì vậy? Hành động lúc lắc. Ê, lúc lắc chị thương quá à. Cái vòng hoa cũng dễ thương nữa, vàng tím trời đúng hai cái hồng hai màu chị thích luôn. À. Gai ghê. Ok, chúng ta sẽ tới với em bé cuối cùng. Ê, tao cũng tự nhiên thèm nâng trứng thỏ quá à. Hay là đi mua chục cái trứng thỏ nhờ. Trứng thỏ em thấy nó cũng vừa. 30 mấy kim cương lận. Cũng là vậy rồi. Ê, nhưng mà nếu tính ra nha, nếu mà một cái trứng 30 kim cương vậy thì thành ra nó cũng giống như mở một cái hộp thôi. Cũng một lần mở hộp chưa nhiêu nhờ. Kim cương thứ 400 của mình sẽ ra đi ngay trong cái bút bấm này. Rồi xong, mọi người phải hiểu là việc đi nâng cấp bét nó sẽ đồng nghĩa với việc mọi người đốt kim cương nha. Từ từ, ra đây, chị kêu thấy, à, nó mặc cái bộ đồ thiên thần đúng không? Bộ đồ thiên thần. Đúng rồi, má tao cũng quen cái con này luôn. Nói chung là thấy rất là nhiều lần mà tới khi gặp là ông nhớ. Để chị coi nó có cái gì, tại nó xa quá không thấy gì hết á. Ồ, ai đặt tên nó Cupid đi, trời đáng yêu. Cái này mà cho, thần Cupid á, nghĩ nữa. Cái con này mà cho nó mặc theo cái bộ đồ thần tình yêu, kiểu mà chéo chéo hai bên á. Thì hình thì cái nó bộ sẽ đó hình như là cái bộ nằm viết bát từ cái đời nào vậy. Ê, chị không có bộ đó. Ê, cái chân nó cột cái gì vậy? Chân của nó cột cái gì á? Màng dép.
Má cưng thế nhờ. Anh nào khác nữa? Anh nó cũng có cánh nè. Lại cưng bắn quá. Bắn mẹ đúng không? Trời ơi, con bé này cưng quá. Cái con bất ngờ chưa này làm được cái gì ta coi nào. Rồi ngoài nhảy nhót rồi làm được cái gì nữa. À cái này xinh nè. Ê bỏ coi nè, cái này xinh nè, bên này có con mày có cái này không? Bên nào thì không có, tùy theo là bé nó sẽ có một cái cách động khác nhau nữa. À bên đó cũng có bắn nè, nhưng mà nó nằm rất là thư thái nha. Nhưng mà cái nhìn về đây nào, cái này dễ thương nè. Đùi lắm. Cưng quá, mấy con bé cưng xỉu, mấy con bé này nâng cân nhờ. Ta phải đi mua một chục trứng mới được. Cho hiện tại trong cái ba lô của chị có một cái con cái trứng rất là hiếm. Trứng hiếm hả? Ừ. Hình như là trứng phục sinh đúng không? Trứng phục sinh hả? Phục sinh là hiếm nhất hiện tại rồi. Trứng phục sinh hình như là nó chỉ nở ra. À không, chị không có trứng phục sinh. Mà trứng phục sinh hình như nó không nâng cấp được đúng không? À, trứng phục sinh là không nâng cấp được, nhưng mà cái trứng tình yêu là có nha. Trứng lễ tình nhân á? Dạ có, trứng đó là có đó. À chị có một cái quả trứng lễ tình nhân đi. Em có mở ra được. Con chó, con mèo. Ghê hả? Ok, hôm nay tôi đã cùng với Hiếu đi nâng hết 4 con bé. Trời, một người Hiếu nuôi gần 16 con nha. Trời, tôi nuôi 8 con là tôi nuôi 1 tháng. Hiếu nó nuôi mấy tháng vậy Hiếu? Chắc 2 tháng mấy chị ạ. Trời, nó nuôi 2 tháng mấy mọi người ạ. Nghe cái hành trình có ngày em phải cho nó ngủ 3 lần á mới được á. Nghe cái hành trình nuôi bé là tôi đã rất là thấy kham khổ rồi, nhưng mà cái kết quả nâng bé ra rất là xinh đúng không mọi người? Nên là mình nghĩ là mình cũng sẽ sau khi đi nâng cấp bé cùng Hiếu, mình sẽ đi mua thêm một chục trứng nữa và ấp để xem thử là ra con gì. Có khi bữa sau lại rủ Hiếu nó đi nâng cấp tiếp mọi người ạ. Ok, hôm nay có 4 con bé thì mọi người hãy comment phía dưới cho mình biết là mọi người thích con bé nào nhất nha. Ok, cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Đừng quên để lại cho Nhi một nút like và kèm một nút đăng ký để xem Mai Nhi xem xí gì nha. À mọi người, ngoài ra thì Nhi có một cái kênh YouTube thứ hai là về blog cá nhân là kênh này. Thì mọi người ai tò mò về cuộc sống cá nhân của mình có thể qua đó và cho mình một nút đăng ký luôn ha. Cảm ơn mọi người nhiều. Tạm biệt mọi người. Sayonara. Mata ne.